Xin chào các bạn, hôm nay công ty Hacode sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đến từ hãng Halliwell, đó là đồ đọc mão vạch model 1950GHD. Chúng ta cùng mở sản phẩm xem bên trong có những gì. Đây là sản phẩm đồ đọc mão vạch phiên bản 1950GHD. Đây là phiên bản nâng cấp của model 1900 với công nghệ giải mã nhanh hơn gấp 2 lần. Máy có cảm biến quang học và bộ xử lý là 800MHz. Với bộ xử lý này và cảm biến quang học phiên bản mới sẽ cải thiện được độ sâu trường ảnh hơn so với phiên bản 1900 và dễ dàng đọc được, quét được các mã vạch bị hư hỏng hoặc là kém. Đây là nút bấm để quét mã vạch. Đây là cổng kết nối USB với máy tính. Đây là dây cáp USB. Chúng ta sẽ thử kết nối với máy với máy tính. Cái lùi máy chúng ta chỉ cần kết nối một đầu về thân của máy. Ok. Máy hỗ trợ cùng cái lối USB, cái lối dễ dàng với máy tính hơn. Sau đây tôi sẽ review tính năng quét mã vạch của sản phẩm. Đã đọc rất tốt với các mã vạch bị hư hỏng kém mờ. Máy rất chắc chắn với độ chuẩn IP41. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn vui lòng liên hệ đến hotline của công ty là 0942 85 8285 hoặc có thể truy cập website hacode.vn. Xin cảm ơn.